hướng dẫn cách làm món mực hấp sốt hoàng kim đặc sắc từ mùi vị cho đến hình thức. Tạo hình mực. Thái sợi gừng và đập dập gừng. Ba mươi gram gừng, mực, nước, hấp 10 phút. Rạc trứng muối. 30 gram dầu, 20 gram tỏi, trứng muối 2 cái, 20 gram bơ lạc, xào 1 phút. 1 gram muối, 5 gram đường, 3 gram hạt nêm, 8 gram dầu điều, 80 gram mayonnaise, 100 ml sữa tươi không đường, xay nhuyễn. Một gam tiêu trắng. Trang trí. Vậy là ta đã hoàn thành món mực hấp sốt hoàng kim. Hãy theo dõi kênh để xem thêm các món ăn hấp dẫn khác. Chúc bạn ngon miệng và hẹn gặp lại. Mission complete.